Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Lớp Tiền Sản Online, chương trình do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thực hiện, phát sóng trực tiếp trên hai kênh, fanpage và YouTube chính thức của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Các ông bố bà mẹ thân mến, đến hẹn đại lên chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lớp Tiền Sản Online. Chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm của các ông bố bà mẹ tương lai với những kiến thức thai kỳ được chia sẻ từ các bác sĩ sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng. Chúng tôi hy vọng rằng khi các mẹ bầu dưỡng thai tại nhà vẫn luôn có sự đồng hành và tư vấn của các bác sĩ của chúng tôi ở bên cạnh các bạn, giải đáp và tư vấn những thắc mắc mà quý vị không biết hỏi ai. Kính thưa quý vị, ung thư cổ tử cung là một trong 4 loại ung thư phổ biến đối với phụ nữ trên toàn thế giới. Nhưng theo thời gian, đây là một trong những loại ung thư có thể phòng ngừa từ sớm. Như vậy, ung thư cổ tử cung được sàng lọc từ khi nào và quá trình thực hiện ra sao? Đây chắc hẳn là một trong những câu hỏi khiến quý vị xem đài rất thắc mắc và đặc biệt là đối với quý vị chị em phụ nữ. Để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về sàng lọc ung thư cổ tử cung, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi chủ đề của ngày hôm nay với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Thu Hồng, chuyên khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Xin chào bác sĩ Thu Hồng và xin mời bác sĩ sẽ chia sẻ chủ đề ngày hôm nay của mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phan Thị Thu Hồng, đang công tác tại khoa phụ sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Sau đây tôi xin trình bày về vấn đề sàng lọc ung thư cổ tử cung. Sàng lọc ung thư cổ tử cung, chúng ta có 3 vấn đề quan trọng trong bài này, đó là ung thư cổ tử cung là gì, sàng lọc ung thư cổ tử cung có quan trọng hay không, và liệu những người phụ nữ đã tiêm vaccine HPV rồi có cần thiết phải sàng lọc ung thư cổ tử cung hay không. Ung thư cổ tử cung là một bệnh lý ác tính từ biểu mô vảy hoặc là biểu mô tuyến của ống cổ tử cung, là bệnh lý hay gặp ở nữ giới chiếm 12%, là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ hai. Theo thống kê, vào năm 2018, ở Việt Nam có khoảng 4.200 ca mắc mới và hơn 2.400 ca tử vong. Phần lớn các bệnh nhân đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn. Về nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung, hơn 99% là do virus HPV. Virus HPV xâm nhập vào tế bào có thể làm thay đổi tế bào. Ngoài ung thư cổ tử cung, virus HPV có thể gây ung thư âm hộ, âm đạo, dương vật, hậu môn, miệng và họng. Có 5 tiếp HPV gây ung thư cổ tử cung thường gặp và ác tính nhất, đó là HPV tiếp 16, 18, 45, 31, 33, đã chịu trách nhiệm cho khoảng 83% số ca nhiễm ung thư cổ tử cung, trong đó tiếp 16 đến 18% chiếm tỷ lệ là 70% trên số ca ung thư cổ tử cung. Có 10 dấu hiệu triệu chứng gây ung thư cổ tử cung, đó là chảy máu âm đạo bất thường, ra dịch âm đạo bất thường, đau khi giao hợp, đau vùng chậu, tiểu khó, tiểu nhiều lần, rối loạn kinh nguyệt, sụt cân, mệt mỏi và đau chân. Tuy nhiên, ung thư cổ tử cung biểu mô giai đoạn sớm thì không có dấu hiệu hay triệu chứng đặc trưng. Vì ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm không có dấu hiệu hay triệu chứng gì đặc trưng nên việc tầm soát, việc sàng lọc ung thư cổ tử cung rất là quan trọng. Hiện nay có các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung, đó là sàng lọc tế bào học cổ tử cung và xét nghiệm HPV genetic. Hiện nay theo các chuyên gia y tế khuyến cáo thì nên thực hiện cả xét nghiệm sàng lọc về tế bào học cổ tử cung và định tiết HPV. Khi mà xét nghiệm tế bào học hoặc là HPV có bất thường thì sẽ đến được bác sĩ tư vấn và làm các xét nghiệm để chẩn đoán như soi cổ tử cung và sinh thiết cổ tử cung. Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ thì bắt đầu sàng lọc từ 21 tuổi. Tuy nhiên theo Hiệp hội của ung thư Hoa Kỳ thì bắt đầu sàng lọc từ 25 tuổi. Từ giai đoạn từ 21 đến 29 tuổi của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ thì khuyến cáo nên làm tầm soát tế bào học mỗi 3 năm. Và giai đoạn từ 30 đến 65 tuổi thì làm tế bào học kết hợp với HPV định tiết mỗi 5 năm, hoặc có thể chấp nhận là tầm soát tế bào học mỗi 3 năm. Khi nào thì chúng ta nên ngừng sàng lọc ung thư cổ tử cung? Ngừng sàng lọc ung thư cổ tử cung khi sau 65 tuổi với các điều kiện trước đó là không có bất thường tế bào cổ tử cung trước đây. Và cái xét nghiệm là 3 kết quả xét nghiệm Pap âm tính liên tiếp hoặc là 2 kết quả đồng thời xét nghiệm Pap hoặc là định tiết HPV âm tính trong vòng 10 năm. Với những bệnh nhân đã cắt tử cung toàn phần không sàng lọc khi trước đây là không có tiền can, dị sản vừa, sinh 2 trở lên trong vòng 25 năm hoặc là ung thư của tử cung. Làm thế nào để chúng ta để làm tăng độ chính xác của các xét nghiệm tầm soát ung thư của tử cung? Thì chúng ta nên tốt nhất là thời gian tốt nhất để tầm soát đó là sau xịt kinh 3 đến 5 ngày. Chúng ta không nên quan hệ tình dục trong vòng 24 đến 58 giờ, không sử dụng các kem bôi âm đạo, sản phẩm vệ sinh âm đạo, thuộc rửa âm đạo trong vòng 24 đến 48 giờ trước khi sàng lọc ung thư của tử cung. Những người phụ nữ mà đã tiêm phòng vaccine HPV thì vẫn tầm soát ung thư của tử cung như những người phụ nữ chưa tiêm phòng vaccine HPV, bởi vì khi mà chúng ta tiêm phòng vaccine HPV thì tùy loại kháng sinh sẽ có phòng ngừa được những tiếp khác nhau, nhưng đa số các vaccine hiện nay là có 3 loại vaccine, đó là Cervarix nhận được 2 tiếp 16-18, Gardasil 4, 16, 11, 16, 6 và 18 và Gardasil tiến. Tuy nhiên HPV có hơn 100 tiếp có thể gây ung thư của tử cung, vì vậy trên các việc tiêm phòng vaccine HPV thì chúng ta vẫn tầm soát ung thư của tử cung như những người phụ nữ chưa tiêm phòng vaccine HPV. Hiện nay tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 2 loại vaccine, đó là Gardasil 4 và Cervarix. Gardasil 4 phòng ngừa được 4 tiếp HPV, đó là 6, 11, 16, 18. Đã tiêm phòng độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi, đó có 3 mũi, mũi 2 cách mũi 1 trong vòng 2 tháng và mũi 3 cách mũi 2 là 6 tháng. Và cũng tương tự như Cervarix là phòng được 2 loại HPV đã tiếp 16 và 18. Còn hiện nay là có Gardasil 9 đó phòng được HPV tiếp 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Theo FDA năm 2014 thì sử dụng trong vòng độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi. Tuy nhiên đến năm 2018 thì đã mở rộng sử dụng vaccine cho độ tuổi phụ nữ độ tuổi từ 27 đến 45 tuổi. Phác đồ vẫn cũng có 3 mũi trong vòng 6 tháng. Bài trình bày có những cái tóm tắt sau, đó là ung thư của tử cung vẫn còn là một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Sàng lọc ung thư của tử cung giúp phát hiện các biến đổi tế bào của tử cung qua xét nghiệm Pap, tế bào học, và tác nhân gây ung thư của tử cung đó là HPV Dentis. Những người phụ nữ đã tiêm phòng vaccine HPV vẫn cần được sàng lọc ung thư của tử cung như những người chưa tiêm phòng HPV. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin hỏi quý vị khán giả có câu hỏi nào đặt ra không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Thu Hồng. Và quý vị thân mến, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc cần nhận được sự tư vấn của bác sĩ Thu Hồng về chủ đề sàng lọc ung thư của tử cung, chúng ta có thể để lại câu hỏi bằng cách để lại câu hỏi ngay tại phần bình luận của chương trình đang được phát trực tiếp trên fanpage và YouTube chính thức của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Quý vị có thể đăng ký theo dõi kênh để có thể xem lại tất cả những chương trình tư vấn sức khỏe do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thực hiện, cũng như nhận được những thông tin mới nhất về các chương trình sẽ phát sóng trong thời gian tới. Sau khi đăng tải về chủ đề của ngày hôm nay, sàng lọc ung thư cổ tử cung, ban tổ chức của chúng tôi đã nhận được khá nhiều những câu hỏi, những thắc mắc từ phía quý vị khán giả. Và xin được bắt đầu chương trình tư vấn sức khỏe với bác sĩ Thu Hồng bằng câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, thời điểm nào thì nên đi sàng lọc ung thư cổ tử cung ạ? Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi, đó là thời điểm sàng lọc ung thư cổ tử cung tốt nhất là sau xịt kinh 3 đến 5 ngày. Dạ. Thưa bác sĩ, chích ngừa ung thư cổ tử cung bao lâu thì có thể mang thai được? Hiện nay theo phác đồ chích ngừa vaccine HPV là có 3 mũi. Mang thai được cách mũi cuối cùng 3 tháng nhưng mà tối thiểu là 1 tháng. Dạ vâng, đây là một thông tin rất quan trọng đối với quý vị chị em phụ nữ khi chúng ta có kế hoạch mang thai ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Sàng lọc ung thư cổ tử cung ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thì có chi phí như thế nào và sàng lọc bao lâu thì sẽ có kết quả? Hiện nay sàng lọc ung thư cổ tử cung về xét nghiệm tế bào học là có bắp cổ đĩa là 400.000, sáng làm mà sau 15h30 là sẽ có kết quả. Còn về liquid test là có giá là 602.000, nó có kết quả cũng sau 15h30 chiều. Còn có một cái là định tiết HPV là 370.000 là sau 1 ngày sẽ có kết quả. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Cần phải làm gì trước khi sàng lọc ung thư cổ tử cung và sau sàng lọc thì có cần tránh hay hạn chế những hoạt động gì hay không? Cũng như đã nói, thời điểm sàng lọc tốt nhất là sau xịt kênh 3 đến 5 ngày. Trước khi sàng lọc thì ta nên kiêng quan hệ trong vòng 24 đến 58 giờ, hoặc là tránh những cái thuật rửa âm đạo, hoặc là kem bôi âm đạo trong vòng 24 đến 48 giờ. Còn sau khi sàng lọc là không cần kiêng bất cứ cái gì. Dạ vâng. Sàng lọc ung thư cổ tử cung đối với những người đã quan hệ, còn những người chưa quan hệ thì liệu là có làm được hay không? Hiện nay sàng lọc ung thư tử cung là chỉ sàng lọc đối với những người quan hệ, vì các thủ thuật sàng lọc ung thư tử cung bác sĩ phải đọc mẫu vịt vào trong âm đạo để mới sàng lọc được. Còn những người phụ nữ chưa không quan hệ thì không sàng lọc. Dạ. Nếu như tôi chích ngừa ung thư cổ tử cung rồi thì liệu tôi có khả năng mắc phải bệnh này hay không? Chích ngừa các vaccine, mình chích ngừa chỉ vaccine HPV, nhưng mà hiện tại vaccine HPV chỉ ngừa được tối đa là 9 tiết. Tuy nhiên HPV gây ung thư có thể tới trên 100 tiết. Vì vậy nên khi mình chích ngừa HPV, vaccine HPV mình vẫn nên tầm soát ung thư cổ tử cung như những người chưa tiêm phòng HPV. Dạ. Ung thư cổ tử cung thì có tính chất là di truyền hay không ạ? Ung thư cổ tử cung nhưng nguyên nhân của nó là do virus HPV nên nó không có tính chất di truyền. Dạ vâng. Chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị khán giả với nội dung là ung thư cổ tử cung thì có lây qua đường quan hệ tình dục hay không? Vì em không biết liệu ở nữ mắc phải thì nam giới có mắc phải hay không ạ? Ung thư cổ tử cung nguyên nhân là do HPV, mà virus HPV là lây truyền qua đường tình dục. Cũng như đã nói, HPV ngoài nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung còn có thể gây ung nhân như dương vật, hormone, điện họng, nên nam giới vẫn có khả năng mắc ung thư. Thưa bác sĩ, bao lâu thì nên tái xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung ạ? Sàng lọc ung thư cổ tử cung tùy theo các xét nghiệm, đó là hiện tại có xét nghiệm tế bào học và xét nghiệm định tiết HPV. Xét nghiệm tế bào học là mỗi 3 năm, còn nếu như kết hợp giữa tế bào học và HPV, định tiết HPV thì mỗi 5 năm. Yeah. Như vậy thì cái việc mắc phải ung thư cổ tử cung có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của tôi hay không? Ung thư cổ tử cung tùy giai đoạn mà sẽ có cách xử trí khác nhau. Ví dụ như ung thư giai đoạn tại chỗ thì khác chót, còn những giai đoạn cao hơn là sẽ có những khác nhau như xạ trị hoặc là cắt tử cung hoặc là nội hợp, tùy giai đoạn của ung thư. Tuy nhiên giai đoạn thấp nhất là phát chót thì đã có nguy cơ ảnh hưởng tới mang thai, khi mà có thai sẽ gây nguy cơ dạ sảy, sảy thai hoặc là dạ sinh non. Dạ. Vâng. Độ tuổi thường gặp của bệnh ung thư tử cung thường là bao nhiêu, và có trường hợp nào bệnh phát hiện ở tuổi dậy thì hay không ạ? Độ tuổi thường gặp là 30 đến 59 tuổi, tuy nhiên đỉnh cao nhất là 45 đến 55 tuổi. Độ tuổi dậy thì thường rất là hiếm gặp, vì ung thư cổ tử cung là nguyên nhân do HPV. Khi mà người phụ nữ đã quan hệ, nó đã phơi nhiễm HPV thì có tầm 10 năm để thay đổi tế bào ung thư cổ tử cung để biến thành ung thư. Dạ vâng. Bác sĩ cho tôi hỏi có những loại vaccine để phòng HPV nào, và độ tuổi và đối tượng tiêm ngừa của ung thư cổ tử cung ạ? Hiện nay là có 3 vaccine, đó là Cervarix, Gardasil 4 và Gardasil 9. Hiện tại tại Bệnh viện Hoàn Mỹ là có 2 loại vaccine, đó là Cervarix và Gardasil 4. Độ tuổi tiêm phòng là từ 9 đến 26 tuổi. Tuy nhiên, FDA năm 2018 đã rộng ra độ tuổi tiêm phòng có thể từ 27 đến 45 tuổi. Tuy nhiên, khi mà độ tuổi mình tiêm ngừa vaccine từ 27 đến 45 tuổi thì sẽ hiệu giá kháng thể sẽ không bằng với độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi. Dạ vâng. Nghĩa là những người ngoài 26 tuổi thì hiện tại là vẫn có thể tiêm ngừa được. Dạ. Thưa bác sĩ, bị nhiễm HPV thì có tiêm phòng ung thư cổ tử cung được hay không ạ? Bị nhiễm HPV mình vẫn tiêm phòng vaccine HPV được, vì bị nhiễm là mình chỉ nhiễm một trong những tiếp đó, còn những tiếp còn lại mình có thể tiêm phòng ngừa được. Thì ví dụ như loại vaccine Gardasil 4 tới 6 tiếp, có 4 tiếp tiêm HPV, đó là 16, 18, 6 và 11. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Tại sao quan hệ tình dục nhiều thì lại dẫn đến ung thư cổ tử cung ạ? Không phải là quan hệ tình dục nhiều dẫn đến ung thư cổ tử cung, mà quan hệ tình dục nhiều sẽ gây phơi nhiễm với HPV, mà HPV là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung. Dạ. Yeah. Bệnh phụ khoa thì có phải là một nguyên nhân để dẫn đến ung thư cổ tử cung hay không? Cũng như đã nói ở trên là nguyên nhân là do nhiễm HPV, mà HPV là lây qua đường tình dục nên mới dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung, còn bệnh phụ khoa thì không. Yeah. Khi phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung thì liệu mối quan hệ tình cảm vợ chồng sẽ có bị gặp cản trở gì hay không? Nhất là chuyện quan hệ tình dục ạ. Ung thư, cũng như đã nói, ung thư cổ tử cung là sẽ có tùy giai đoạn và có những cách xử trí khác nhau, nên nó có ảnh hưởng ít nhiều tới quan hệ tình dục của vợ chồng. Dạ. Liệu tôi khám phụ khoa thường xuyên thì có phát hiện ra được ung thư cổ tử cung hay không? Khám phụ khoa thường xuyên kèm theo tầm soát sàng lọc ung thư cổ tử cung là sẽ phát hiện sớm tới 99% là ung thư cổ tử cung. Dạ. Một câu hỏi mà chắc hẳn là rất là nhiều người có chung thắc mắc, đó là khi thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung thì liệu là có gây đau đớn cho phụ nữ hay không ạ? Cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung là không gây đau đớn, nhưng mà người phụ nữ sẽ có cảm giác khó chịu khi mình đặt mẫu vịt vào trong âm đạo để lấy, trong cái thủ thuật để lấy tầm soát. Dạ. Đã phẫu thuật cắt tử cung thì có cần phải sàng lọc ung thư cổ tử cung hay không ạ? Phẫu thuật cắt tử cung có hai loại là cắt tử cung bán phần và cắt tử cung toàn phần. Cắt tử cung bán phần thì vẫn sàng lọc ung thư cổ tử cung bình thường, còn cắt tử cung toàn phần với không sàng lọc ung thư cổ tử cung với điều kiện là trước đây có tế bào không thay đổi từ dị sản vừa sinh hai trở lên hoặc là ung thư cổ tử cung trong vòng 25 năm gần đây. Dạ. Có trường hợp nào không nên tuân theo các hướng dẫn sàng lọc ung thư cổ tử cung thường xuyên này hay không ạ? Như đã nói, những trường hợp như sau 65 tuổi đã có tế bào ung thư, tế bào sàng lọc cổ tử cung trước đây bình thường, với điều kiện là 3 xét nghiệm Pap âm tính liên tiếp và hoặc là 2 xét nghiệm kết hợp giữa Pap, tế bào học và HPV tiếp trong vòng 10 năm. Và những người phụ nữ đã cắt tử cung với điều kiện là không có dị sản vừa trong vòng 25 năm và ung thư cổ tử cung là không cần thiết sàng lọc. Yeah. Liệu tôi cần phải làm gì nếu như có kết quả xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung bất thường ạ? Khi mà có xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung bất thường nên gặp đến bác sĩ sản phụ khoa để tư vấn và hướng điều trị tiếp theo. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo từ quý vị khán giả ạ. Một lần dùng cả hai phương pháp Pap test hay HPV test thì có được hay không ạ? Hiện nay các chuyên gia y tế đang khuyến cáo nên kết hợp giữa tế bào học Pap test và HPV để có tăng được giá trị chẩn đoán. Dạ. Nếu như em đang mang thai thì liệu là có tiêm vaccine HPV được hay không? Hiện tại là đang mang thai là không tiêm vaccine HPV được. Nếu như đang tiêm vaccine HPV mà mang thai thì nên hoãn những mũi tiêm tiếp theo. Dạ. Thưa bác sĩ, rối loạn kinh nguyệt thì tại sao lại có sự liên quan đến ung thư cổ tử cung ạ? Rối loạn kinh nguyệt rất là nhiều nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt, nhưng mà ung thư cổ tử cung là một trong những nguyên nhân đó, vì khi mà nó sẽ gây ra dễ chảy cổ tử cung mà dễ chảy máu nên sẽ gây ra rối loạn kinh nguyệt. Vì vậy nên rối loạn kinh nguyệt là nên đến khám bác sĩ sản phụ khoa để được tìm nguyên nhân và tư vấn. Dạ. Thưa bác sĩ, em vừa mới tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung thì bị sốt và người mệt mỏi buồn nôn. Liệu tình trạng này thì có bình thường hay không và có cần phải nhập viện để kiểm tra hay không ạ? Cái tình trạng sốt, mệt mỏi và buồn nôn là tác dụng phụ của vaccine, tiêm vaccine, vì vậy nên chị nên đến khám để bác sĩ theo dõi điều trị. Dạ. Nếu như mà bị mắc bệnh sùi màu gà thì không biết là có tiêm vaccine HPV được không ạ? Sùi màu gà cũng là một nguyên nhân, HPV có thể nguyên nhân gây sùi màu gà. Tuy nhiên mình vẫn tiêm được vaccine HPV vì có thể tiêm để phòng ngừa được những tiết còn lại trong cái vaccine đó, nó định tiết. Dạ. Phương pháp sàng lọc VIA là gì thưa bác sĩ, và nó có tốt hơn những phương pháp khác hay không ạ? Phương pháp sàng lọc VIA là phương pháp và quan sát sự thay đổi tế bào của cổ tử cung khi mà bôi axit acetic. Hiện nay là phương pháp VIA chỉ thực hiện ở những nơi không có xét nghiệm tế bào học hoặc là xét nghiệm về HPV định tiếp. Dạ. Một câu hỏi tiếp theo ạ. Xét nghiệm thin prep, HPV DNA, cobas test, pap smear thì nên chọn phương pháp sàng lọc nào là tốt nhất? Mỗi phương pháp sàng lọc thì có độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau. Hiện nay là các khuyến cáo là nên kết hợp giữa các phương pháp về tế bào học và định tiếp HPV để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói là ung thư cổ tử cung chỉ xảy ra với người trên 35 tuổi. Nhận định này có đúng hay không ạ? Ung thư cổ tử cung hay gặp ở những người trên 35 tuổi chứ không phải chỉ xảy ra ở những người trên 35 tuổi. Vì khi mà phơi nhiễm với HPV tầm 10 năm, quá trình khoảng 10 năm là đã có thể để dẫn đến ung thư cổ tử cung rồi. Vì vậy, tùy theo độ tuổi trước đây mình đã từng quan hệ tình dục, phơi nhiễm HPV là sẽ có những độ tuổi thích hợp để quay có những độ tuổi để ảnh hưởng dẫn đến ung thư cổ tử cung. Làm sao để biết bản thân đang trong tình trạng ung thư cổ tử cung và có cái dấu hiệu nhận biết như thế nào hay không ạ? Hiện nay về giai đoạn sớm của ung thư cổ tử cung thì không có những triệu chứng và những cái dấu hiệu đặc biệt. Những cái ung thư cổ tử cung mà giai đoạn muộn, những cái triệu chứng mà mình phát hiện được là đa số là những giai đoạn muộn. Vì vậy nên cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung rất là quan trọng để phát hiện sớm những cái thay đổi của tế bào. Nên HPV và ung thư cổ tử cung thì nó có liên quan gì đến nhau ạ? HPV là một nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung, mà HPV là một virus lây qua đường tình dục. Vì vậy nên những người mà quan hệ tình dục sớm, có nhiều con thì có nguy cơ những ung thư cổ tử cung cao. Theo tôi được biết thì một trong những biện pháp phòng chống ung thư cổ tử cung là tiêm phòng HPV. Thì tôi muốn biết là HPV nó lây truyền như thế nào? Tiêm phòng HPV có thể phòng chống được ung thư cổ tử cung đối với những tiết nguy cơ cao. Những tiết nguy cơ không đối với nguy cơ cao có trong những vaccine HPV. Còn trong khi đó với HPV có tới hơn 100 tiết. Vì vậy những người tiêm phòng vaccine HPV vẫn có thể gây ung thư cổ tử cung. HPV là virus lây truyền qua đường tình dục. Nếu như không tiêm ngừa HPV đúng lịch thì liệu là có ảnh hưởng gì hay không? Bởi vì là lịch tiêm 2 mũi kế tiếp thì lại trùng vào lịch nghỉ lễ. Như vậy thì tôi có thể tiêm chậm hơn lịch hẹn được hay không? Vẫn có thể tiêm phòng HPV chậm hơn lịch hẹn. Tại vì có thể vì nếu như không tính lịch hẹn thì các khả năng về hiệu giác có thể nó không cao bằng thôi. Nhưng mà mình vẫn có thể tiêm sau đó. Phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung nào được xem là tốt nhất hiện nay ạ? Hiện nay là các khuyến cáo là nên kết hợp giữa HPV, định tiết HPV và tế bào học, vì khả năng nó phát hiện tới trên 99% giai đoạn sớm ung thư cổ tử cung. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Thu Hồng. Câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tư vấn đối với bác sĩ Thu Hồng với chủ đề sàng lọc ung thư cổ tử cung ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Lớp Tiền Sản Online số phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn và chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe những phần chia sẻ của tôi. Mang trên vai niềm tin quá lớn nên đôi khi đường đi phía trước tuy gian lao vẫn không buông rơi hy vọng. Ôi Hoàn Mỹ tự hào biết mấy, khoác những chiếc áo trắng thiên thần, tình khôi như màu lương tâm ta trong sáng. Trong đời tôi những y bác sĩ luôn chiến đấu như những chiến sĩ. Bệnh viện Hoàn Mỹ, chúng ta là chiến sĩ ngành y. Chúng tôi những y bác sĩ luôn chiến đấu như những chiến sĩ. Tự hào bệnh viện Hoàn Mỹ, chúng ta là chiến sĩ ngành y.